Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Lộc Sư Tiến Kế đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong thời gian truyền hình trực tiếp vừa qua thì mình đã chế tạo và cũng như là xây được một cây cầu rồi. Ở đây mình sử dụng những cái lửa trại và dập lửa đi. Sau đó mình sẽ được cái block như thế này nè các bạn. Và mình sẽ đặt vào để làm một cây cầu. Nhìn khá là đơn giản nhưng mà cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ngoài ra thì mình cũng đã trang trí ở hai cái đầu cầu ấy là những cái đèn lồng này, và ở giữa thì mình sẽ đặt những cái banner của bọn cướp dân làng ấy để trang trí thêm. Và công việc của ngày hôm nay đó chính là mình sẽ trao đổi với những anh dân làng để chúng ta có thể tìm được những quyển sách tốt hơn, nhất là quyển sách mending đó các bạn ơi. Mình cần quyển sách đó để chúng ta có thể sử dụng dụng cụ ấy tốt hơn, cũng như là có thể sửa nó một cách dễ dàng đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong và chế tạo một ít thứ cần thiết để dạy nghề cho mấy anh dân làng nha. Đầu tiên mình cần lấy một ít gỗ này, cũng như là một ít cái block như thế này, và lấy một ít sắt nữa để chúng ta có thể grab cái bục để sắt nha. Đó là cái block để chúng ta dạy nghề cho mấy anh đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ vào bên trong để coi mình còn sắt không cái đã. Sắt thì mình còn 8 quyển này, để coi cái công thức của nó như thế nào nha. Hình như cần kệ sắt hay sao ấy. Rồi giờ mình sẽ bấm qua bên đây. Đây là công thức của nó các bạn ơi, cần 4 cái phiến chứ, và một cái kệ sách thì được một cái bục để sách này. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài và thử xem coi với cái bục này mình có thể dạy cho anh cái nghề gì nha. Chắc là nghề thủ thư đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ vào bên trong này này và đặt cái bục để sách xuống. Cái này chắc mình sẽ chặn một cái slab đi để có gì anh không có chạy ra bên ngoài ấy, các bạn ơi, và mình có thể đi vào dễ dàng ấy, tại vì phiên bản này mình có thể đi vào chỗ có chiều cao là một block rưỡi ấy, các bạn ơi. Đó, mình có thể di chuyển rất là dễ dàng ở bên đây luôn. Giờ mình sẽ mở rộng cái khu này ra một xíu nữa. Đây, mình sẽ mở rộng tầm này đi. Sau đó mình sẽ đặt cái slab xuống tiếp nha. Mình sẽ đặt lại như vậy. Đấy. Vậy mình có thể đi ra vào rất là dễ dàng luôn, mà anh nhân làng thì không thể đi ra được đâu các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đập hết ở xung quanh luôn đi. Đó. Không biết mấy con zombie có thể đi xuyên một block rưỡi không nữa. Mình nghĩ chắc là không đâu, tại vì mấy anh nhân làng cũng đâu có được đi ra được đâu đó các bạn. Rồi, mình sẽ đặt như thế này và đi vào. Sau đó mình sẽ đặt cái bục để sách xuống nha. Đây mình sẽ đặt cái bục để sách xuống. Đó. Để coi coi anh có đổi nghề không cái đã. Ủa sao anh không đổi nghề ta? Để mình qua anh dân làng kế bên các bạn. Biết đâu mình đặt bên đây mà anh dân làng kia lại thành dân làng thủ thư ấy. Đó, anh dân làng này đổi nghề rồi nè. Rồi giờ mình sẽ ok, để mình coi coi anh đổi cái giọng gì trước cái đã. Sẽ đặt ra và coi coi. Gia tài 2. Gia tài 2 các bạn ơi. Wow, khá là tốt ấy. Mình sẽ thử đập này ra và đập xuống thêm một cái nữa nha. Đây, mình sẽ đặt cái bên ảnh luôn đi. Đặt ở đây. Không biết ảnh có đổi dòng nghề không ta. Bây giờ mình sẽ thử đập cái block này ra coi coi ảnh có mất cái nghề thủ thư không nha. Tại vì trong thế giới mình tạo thử các bạn, khi mà mình đập cái kệ sách này ra này, anh sẽ mất luôn cái nghề các bạn ơi. Nhưng mà ở đây anh chưa bị mất nghề nữa. Ủa, có cần phải gỡ cái thuyền này ra không ta? Đây, để mình thử gỡ cái thuyền này ra thử nha, để cho anh đi đứng bình thường đó các bạn. Mình sẽ đập ra. Ui, cẩn thận, không thôi đập chúng. Ui, đừng. Rồi, anh chạy mất tiêu rồi. Nè, anh mất nghề nè các bạn ơi. Ok, mình sẽ chặn lại để anh cho ảnh đừng có đi ra ngoài nha. Đây, mình sẽ chặn anh lại. Đây, chặn đây luôn. Rồi, nhốt anh, tạm thời nhốt anh chậm nha. Sau đó mình sẽ đặt tiếp một cái bục ở đây. Đó. Hai nhân làng thành thủ thư hết rồi nè. Lần này thì ảnh không có đổi sách các bạn ơi. Anh này cũng vậy luôn, hình như hai anh đổi như nhau hay sao ấy. Ừ đúng rồi các bạn ơi, hai anh đổi như nhau luôn này. Rồi sẽ đập anh này ra thử nha. Đó, mình đập cái là anh này mất tiêu nghề nè các bạn, nhưng mà anh này vẫn còn này. Giờ mình sẽ đặt lại thử nha. Rồi để coi coi ảnh có nghề không có đặt. Đó, ảnh được rồi đó kìa. Nhưng mà ảnh vẫn như vậy à các bạn ơi. Kỹ ta. Sao anh không có đổi sách nhờ. Ok, giờ mình sẽ thử đập một lần nữa nha. Anh lại mất nghề cơ. Hay thật đấy các bạn, hồi xưa thì không có thể kiểu như đổi nghề ảnh như vậy đâu. Nhưng mà phiên bản mới nó là vậy đó các bạn ơi. Được cuốn sách mới nè, là nguyên biến mất các bạn ơi. Nhưng mà cuốn sách này là cuốn sách kiểu như không tốt đâu. Kiểu như mình enchant vào ấy, khi mà mình chết hay sao là nó sẽ mất đồ luôn á các bạn ơi. Cho nên không nên ép cái quyển sách đó vào đâu. Rồi, giờ mình sẽ đợi cho ảnh đổi nghề lần nữa nha. Để coi anh này có reset không đã. Dòng sẽ trèo ra.
u anh này đổi kệ sách này. Rồi xong sẽ đi ra nha. Và coi coi anh này đổi chưa ta. Ồ hơi lâu nha. Ủa, anh đổi rồi kìa. Ồ tiếp tục là kệ sách các ông ơi. Mình cứ làm như vậy tương tự ấy. Thì để cho anh đổi ngày liên tục các ông ơi. Mình sẽ đập ra đi để cho anh mất ngày chứ cái đó. Nhưng mà mình thắc mắc tại sao anh này đổi nghề nhưng mà anh này không có đổi nghề các ông ơi. Hay là đập gần quá thì mà anh không đổi nghề ta. Để mình thử di chuyển anh ra xa xa một xíu coi. Cẩn thận các bạn, không thôi anh mất máu ấy. Anh kẹt vô đây là anh sẽ bị mất máu ấy các bạn. Rồi sẽ để đây nha, rồi mình sẽ đi ra. Ui, còn mình bị kẹt rồi. Ui. Rồi mình sẽ Ui mình bị kẹt trong cái thuyền các bạn ơi. Rồi mình sẽ đưa anh ra ngoài luôn đi. Rồi một xíu rồi mình sẽ rào anh lại sau nha. Rồi. Anh nhân làng này vẫn chưa đổi nghề này. Ủa kỳ nha. Rồi mình sẽ đặt lại đi. Mình cũng chưa rành nữa các bạn ơi, mình chỉ biết là đặt cái kệ sách này để cho ảnh thành nhân làng thủ tư ấy, rồi sau đó mình sẽ đặt ra để cho ảnh mất cái nghề rồi anh sẽ reset lại dòng khi chúng ta đặt lại các bạn. Mà bây giờ thì mình vẫn chưa thấy ảnh ra cuốn sách mending ta. Không biết mình đi làm có đúng không nữa. Rồi mình sẽ đặt ra một lần nữa nha, đợi cho ảnh mất nghề trước đi các bạn ơi. Hoặc là mình có thể kiểu như là dời ảnh đi xa xa một xíu ấy. Ui mà cẩn thận để anh lại gần nhà mình quá anh đổi nghề luôn á các bạn. Thành cái nhân làng mà câu cá thì mệt mình nữa, mình không còn anh nhân làng nào đâu, chỉ còn đúng hai nhân làng này thôi. Mà thành ra phải cẩn thận mới được. Rồi mình sẽ để anh ra ngoài này nha, sau đó mình sẽ làm một cái chỗ nhỏ nhỏ đi để giữ mẹ anh ở trong đây cũng như là bảo vệ mẹ anh luôn nha các bạn. Ở đây mình sẽ có thể làm như vậy này, đó mình sẽ rào lại. Như vậy được không ta? Như vậy thì mấy con zombie có thể đánh mấy ảnh các bạn ơi. Phải rào ở bốn góc luôn ấy. Rồi sau đó mình sẽ đưa ảnh vào chính giữa này này. Rồi mình sẽ cũng nên dùng đường ray không ta? Nhưng mà bây giờ mấy ảnh chưa chịu đổi nghề nữa này các bạn ơi. Ảnh còn nghề thủ thư hoài luôn này. Có lẽ lần này làm thất bại rồi. Nãy anh đang đổi nghề ngon lành mà ta. Ui hai anh lên. Hai anh lên chung một cái chiếc thuyền này nè các bạn ơi. Để mình coi lại coi. Kỳ nha. Giờ nếu mình đặt cái block khác xuống ấy, kiểu như là thùng ủ phân hoặc là cái thùng không các bạn, thì chắc anh sẽ đổi nghề các bạn ơi. Nhưng mà mình muốn anh thành thủ thư thôi. Nhưng mà mình lại làm, bây giờ mình đặt xuống ấy thì anh lại không chịu đổi nghề các bạn. Giờ mình sẽ đặt lại một cái nữa. Ủa anh cho không chịu mất nghề ta, mình đặt cái block đó rồi mà. Vậy là lần này mình làm thất bại rồi. Vậy là chắc mình phải tìm một ngôi làng hay là mấy ảnh kiểu như là gần nhà mình quá ta, tại vì nhà mình có nhiều mấy block khác đó các bạn. Đó nào là mấy cái thùng này rồi thùng ủ phân nữa. Mình sợ mấy ảnh bị ảnh hưởng từ mấy cái block đó các bạn ơi. Chắc chuyến sau ấy mình sẽ qua ngôi làng mới rồi thực hiện ngay ngôi làng luôn. Rồi, không biết có được không nữa. Ok tạm thời chắc mình sẽ dọn cái chỗ này đi. Rồi mình sẽ ngủ một giấc rồi sáng thức dậy chúng ta cùng làm việc tiếp nha. Hiện tại thì mình không thể reset mấy anh dân làng lại nữa các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ lấy thật nhiều mía rồi mình trao đổi với ảnh. Nếu đâu được thì mình trao đổi ảnh thì ảnh lại ra cuốn sách mending đó các bạn. Rồi mình sẽ lấy rất là nhiều mía ở đây đi. Rồi được một ít rồi này, mình sẽ đổi hết ra giấy luôn nha. Ở đây như mình còn một ít mía nữa hay sao các bạn ơi. Đây mình còn một ít mía ở đây nữa. Rồi tầm này mình vào trong nhà ấy để lấy một ít giấy mình có sẵn và đổi với mấy ảnh thôi. Mình nghĩ vẫn có thể mình đổi được cuốn sách mending đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đổi hết cả giấy nha. Đây mình được gần 3 stack rồi. Trong thời gian giải tập mình sẽ cố gắng farm thật là nhiều mía đi để có gì mình còn trao đổi với mấy anh dài nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trao đổi với mấy ảnh luôn nha. Mình cũng dời mấy ảnh vào bên trong này nè các bạn ơi, để cho mấy ảnh đừng có di chuyển đây, để dễ dàng cho mình trao đổi hơn. Rồi mình sẽ đổi với anh dân làng bên đây trước nha. Mình được một hành tủ nè. Một giao dịch quá đã luôn. Rồi hình như phải đẩy cái thanh này thì ảnh mới lên cấp luôn ơi. Wow, tính ra tốn hơi nhiều giấy đó các bạn ơi. Rồi giờ ảnh đã xong rồi, giờ hy vọng anh sẽ reset nó. Ảnh lên cấp là ảnh sẽ có cái màu này hay sao các bạn ơi, và cái quy hiệu ở phía trước ảnh cũng sẽ đổi ấy. Đó ảnh giờ ảnh là bằng sắt rồi kìa. Đấy, xuyên vào da thịt. Cuốn sách này cũng khá là hay này. Nhưng mà bây giờ mình cần thêm mía để chúng ta có thể đổi với mấy ảnh nữa. Giờ mình sẽ đổi tiếp với anh nhân làng bên đây nha. Nhưng mà mình hết giấy mất tiêu rồi, mình còn ít mía quá mà bây giờ mình muốn trao đổi tiếp với ảnh đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ thử đặt xuống coi để không để coi mấy ảnh có mất nghề không nha. Đập này ra, mất nghề đi để mình có thể kiểu như là đổi với mấy
đổi mấy anh dân làng các bạn. Chứ bây giờ mình mấy cái dòng này mình không cần ấy. Giờ mình muốn reset mà ảnh mà không biết làm sao luôn nữa. Ờ, sao giờ mình không thể làm như vậy ta? Hồi nãy mình mới reset được mà. Ok nhờ, chắc bây giờ mình phải làm cái chỗ farm mía đi các bạn ơi, để chúng ta có thể thật là nhiều giấy ấy, được rồi trao đổi với mấy anh nữa. Chắc bây giờ hết đổi mấy anh thành dân làng bình thường được rồi. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ chuẩn bị đồ đi, rồi chúng ta cùng nhau làm cái chỗ farm mía nha, để sau này chúng ta có thể đổi với mấy anh dân làng thú thư nha các bạn. Ok cảm ơn, nãy giờ mình cũng đã nấu một ít sắt ở đây rồi, bây giờ mình sẽ lấy sắt và chế tạo một ít cái đồ redstone để chúng ta cùng nhau làm cái chỗ farm mía nha. Rồi mình đã có rất là nhiều sắt rồi, bây giờ mình sẽ lấy thêm ít đá để chúng ta có thể làm những cái máy cảm biến cũng như là những cái piston các bạn ơi. Ở đây mình sẽ lấy thật là nhiều đá đi, và gỗ thì mình sẽ đổi ra mấy cái ván để chúng ta có thể làm được piston các bạn ơi. Ở đây thì mình cần nhiều piston một tí. Đây mình được 42 cái piston này và được 27 cái máy theo dõi. Vì là còn thiếu các bạn ơi, vì là mình cần phải chế tạo thêm ấy, thì mình sẽ đổi ra một ít redstone nữa đi. Đây mình được một ít redstone và mình cần một ít gỗ nữa để chúng ta có thể làm tầm 40 mấy cái đi các bạn ơi, để chúng ta có thể làm đủ cái chỗ farm mía ấy. Mình sẽ làm 3 tầng luôn. Rồi giờ mình sẽ ráp tiếp một ít cái piston nha. Piston đây. Giờ mình sẽ cần thêm 6 cái piston và tiếp theo là cái khói theo dõi thôi. Đây mình sẽ được thêm 9 cái nữa, là mới 36 cái. Vậy là mình cần thêm để mình coi công thức khói theo dõi là cần thêm gì nha, để mình chuẩn bị cho đủ luôn các bạn ơi. Thạch anh redstone mình có này. Vậy là mình thiếu gì ta? Mình thiếu đá các bạn ơi. Rồi ok, giờ mình sẽ lấy thêm ít đá nữa. Rồi chúng ta cùng ráp nốt mấy cái khói theo dõi luôn nha. Đây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm cái này là được 46 rồi. Rồi 48 cái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua một bển rồi bắt đầu xây thôi. Ở đây mình sẽ xây 2 tầng, không 3 tầng chứ, để cho chúng ta có thể được nhiều mía hơn á các bạn. Đầu tiên thì mình cần phải đặt nước xuống, nhưng mà mình phải chặn ở phía trước trước cái đã. Ở phía trước thì mình có thể chặn lại bằng block bất kỳ thôi, nhưng mà tạm thời mình chưa chặn đâu. Mình sẽ ốp đất ở phía dưới nha, để chúng ta có thể trồng được mía các bạn. Mình cũng có thể dùng cát nữa, nhưng mà cát thì nó sẽ khó khăn khi mà chúng ta lên tầng hơn ấy, cho nên mình sẽ dùng đất nha. Ở đây thì mỗi bên ấy mình sẽ làm 8 ô, tại vì một block nước ấy có thể đẩy được tới 8 ô lần các bạn ơi. Đó, thành ra chúng ta sẽ xây 8 ô để cho kiểu như là tận dụng tối đa cái chiều dài của ô nước ấy các bạn. Rồi tiếp theo ở đây mình sẽ trồng một cây mía này. Đây mình sẽ trồng thử cho các bạn xem luôn. Mình sẽ đặt cái bông xuống và lấy mía ra. Đây mình sẽ đặt cây mía ở đây. Chưa có nước các bạn ơi. Giờ mình sẽ làm thử một ô nước ở đây đi, để chúng ta có thể trồng mía các bạn. Rồi sẽ trồng mía ở đây và đặt như vậy. Đó, tiếp theo ở phía sau ấy thì các bạn có thể đặt một block bất kỳ. Ở đây mình sẽ dùng cái đá nha các bạn, đá nấu ấy. Mình có nấu đá là một xíu ở đây và mình sẽ ráp thành mấy cục đá như vậy. Rồi mình sẽ chặn ở phía sau nha, để nhìn cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ đặt ở ô thứ hai là một cái piston để nó có thể đẩy cái mía ra. Đó, và ở phía sau là một cái khói theo dõi đặt ngược lại. Đấy, tương tự ở dài tới bên kia luôn. Đó, mình sẽ đặt một hàng piston như vậy nha. Đặt ở đây và ở bên đây. Sau đó là một hàng mía. Nhưng mà phía sau cái gạch đá này mình có thể dời lại mặt sau luôn các bạn ơi, để mình có thể che cái phần đường điện ở bên trong ấy. Giờ mình sẽ đập cái cục đá này ra. Và phía sau này mình có thể không đặt block cũng được, nhưng mà mình sẽ đặt cái gỗ sao như vậy đi. Đó, để nhìn cho nó đẹp hơn nha. Rồi thì ở phía trên này thì mình sẽ đặt một cái bột redstone để nó dẫn điện và đẩy cái piston á các bạn. Đây redstone mình sẽ đặt ở phía sau nha. Mình sẽ đặt như vậy. Đó, công việc còn lại chúng ta chỉ cần đặt mấy cái khói theo dõi thôi. Mình sẽ nhảy lên và đặt xuống. Khói theo dõi phải đứng ở sau đặt nha các bạn, để cho cái mặt trước như vậy này nó chĩa vào cây mía ấy, thì nó mới hoạt động được các bạn ơi. Giờ mình sẽ lỗi là phía sau và đặt như vậy thôi. Đấy, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái đường điện rồi đó các bạn, rất là đơn giản luôn. Giờ mình sẽ sửa lại hai cái này và giống như cái này luôn nha. Đây xong, giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem trước một cây mía nè. Đó, nó sẽ đẩy hết luôn, chỉ cần một cây mía mà cao 3 block là nó sẽ tự động thu hoạch nha các bạn. Đấy, rất là đơn giản luôn. Và mía nó sẽ được đẩy qua bên đây và xuống cái hopper. Ở đây mình sẽ đặt một cái rương và chúng ta có thể nhặt lại những cây mía đã được nó thu hoạch tự động thôi. Rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ chặn dài qua bên đây luôn đi. Đó, ở đây mình sẽ đặt mấy cái cục đất vào. Ui, mình hết slot rồi. Mình sẽ lấy một cục đất ở đây và chặn nước lại nha. Đó. Ở mặt trước thì mình dự định sẽ dùng kính các bạn ơi, để chúng ta có thể nhìn thấy ở bên trong luôn ấy.
Giờ tạm thời thì mình sẽ làm tương tự qua mặt bên đây luôn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái chỗ farm này nha. Còn đang thở, tuổi trẻ đời người có bao nhiêu? Chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều? Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ muốn thân ta cuộc đời để biết mình lớn rồi nên là bài không thuộc thôi. Thiếu thuộc ta nói buồn đau là của chẳng tan, trên ta vẫn cứ gốc dù có mưa hay nắng hạn, giữa trời đông giá rét hai đâu cũng có băng tan, và bất kể ngày đêm mình nghĩ đến hay chẳng tan. Tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy. Còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chậm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta. Nhưng sao hôm nay con người khác xưa thật nhiều, một ước muốn với những khát khao này còn đâu. Xóa hết mọi thứ mà xưa vừa yêu rồi, dài cứ chúng ta.
Anh hùng không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn. Kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan. Dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước. Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối nơi trần gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chìm đắm với thế giới những chiến binh giờ lưu hương. Xóa hết mọi thứ, I'm a superhero, giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy vô cùng tôi, we are superhero. Ngoài kia bao nhiêu dòng bao vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng. Ok các bạn ơi, mình đã ở đây và áp cam một lúc và nó đã cho mình một stack cũng như là 37 cái mía đường rồi. Như vậy trong thời gian 2 tập mình sẽ áp ca lâu lâu một xíu ấy để chúng ta có thể có thêm thật là nhiều mía rồi trao đổi với mấy anh dân làng nha. Tạm thời thì mình sẽ lấy số mía này qua bển để đổi với mấy ảnh để xem coi những nguyên sách tiếp theo thì ảnh sẽ cho mình dòng gì. Mình hy vọng sẽ được cái dòng mending đó các bạn. Đấy, mình rất là cần cái dòng đó luôn tại vì mình chưa có cái dụng cụ nào có dòng mending hết. À, rồi mình sẽ đổi hết cái này ra mía đường nha. Qua bên đổi với ảnh một lần nữa coi. Trời cũng sắp tối kìa, mình tranh thủ đổi rồi chúng ta còn vào trong ngủ nữa. Không thôi zombie nó sẽ spawn ra thì rất là nguy hiểm cho mấy anh dân làng của mình luôn. Rồi giờ mình sẽ qua bển và đổi với mấy ảnh nha. Hy vọng lần này thì anh dân làng thứ hai ấy sẽ cho chúng ta cuốn sách mending. Rồi giờ mình sẽ đổi với anh dân làng này để cho ảnh lên cấp 2 đó các bạn. Đó. Một lần nữa. Búp. Yeah. Vậy là cần đổi 4 lần chứ. 4 lần thì ảnh mới lên được cấp 2 các bạn ơi. Rồi giờ anh sẽ lên cái này là sắt hay gì nè, cái quy chương sắt nè các bạn. Rồi tiếp theo là loài hại chăn đốt. Ồ, nhưng mà sao anh này bán mắc vậy ta. Anh này đổi có 14 sách thôi các bạn ơi, nhưng mà anh dân làng này đổi tới 50 mấy sách này. Hình như nếu mình nhớ không lầm ấy thì hôm bữa mình có lỡ đánh trúng anh một cái các bạn ơi. Như vậy là phiên bản mới này nếu chúng ta mà đánh trúng dân làng thì anh dân làng sẽ giận. Và cái vật phẩm khi mà chúng ta trao đổi sẽ tăng lên rất là nhiều luôn. Ở đây anh đổi tới 50 mấy emerald nè các bạn. 56 emerald và 55 quyển sách. Ui rất là mắc luôn. Mình không biết sao mới có đủ nữa. Giờ mình chắc là đổi với anh này đi. Đó, để coi. Ui lần này thì đổi hơi tốn một xíu các bạn ơi, 24 cái mới được ấy. Giờ mình cũng hết giấy luôn rồi. Hôm nay giao dịch hơi thất bại các bạn ơi. Mà không sao đâu, để lần sau mình sẽ đem những anh dân làng mới và mình sẽ cẩn thận hơn, không để đánh nhầm ảnh ấy. Nếu không ảnh sẽ giận như anh dân làng kia thì mình khó mà lòng mà trao đổi với ảnh nữa. Rồi ok, giờ mình sẽ ngủ rồi, sáng thức dậy chúng ta cùng làm công việc tiếp theo nha các bạn.
Trong thời gian vừa qua thì mình đã đào được rất là nhiều khoáng sản từ cái khu đồ mỏ phía dưới, và mình đã mở rộng nó thêm một đường ở bên đây để chúng ta có thể vận chuyển mấy cái khoáng sản đi lên bằng cái xe mỏ chứa rương này nè các bạn. Và bên đây sắp tới mình sẽ nâng cấp thêm một đường ray nữa để chúng ta có thể di chuyển lên xuống bằng cái xe mỏ luôn nha. Và bây giờ thì mình sẽ trang trí ở mặt trước của khu đào mỏ này một xíu. Mình sẽ làm phần trụ cho cái khu mỏ nha. Đây mình sẽ lên tầm cái này là 4 ô 5 ô đi, rồi sau đó mình sẽ kéo ngang nha, kéo ngang như vậy và đi xuống tiếp tục là 5 ô 2 3 4 5. Rồi đây chính là mặt trước. Tiếp theo thì mình sẽ trang trí ở phía dưới đó các bạn, là kiểu như là một cái con đường random đi để nhìn cho nó đẹp một xíu. Ở đây mình sẽ đặt ngẫu nhiên những block xuống và đặt thêm ít cái đường ray nữa để nó có thể vận chuyển xe mỏ lại đây luôn nè. Mình muốn xe mỏ di chuyển lại bên đây luôn á các bạn. Rồi mình sẽ đặt ở đây một ít cái đá cuội trước đi. Đấy, tiếp theo mình sẽ đặt những cục đá nhẵn nữa. Đá nhẵn đúng không? Đá nhẵn thì mình sẽ đặt cạnh cái mấy cái đá cuội này nè các bạn, để nhìn cho nó kiểu như giống tự nhiên hơn ấy. Đây sẽ đặt xuống như vậy. Và ở trên mấy cục đá nhẵn này mình có thể đặt mấy cái nút đó các bạn ơi, để nhìn cho nó giống như mấy cục đá vậy đấy. Đây sẽ đặt ngẫu nhiên như vậy nha. Cũng khá là ok rồi. Ngoài ra mình cũng có thể đặt những cái slab này kiểu như cho nó khập khiễng một xíu đó các bạn. Đây tại khu mỏ mà. Giờ mình sẽ đặt một cái ít slab ở đây nha. Cầu thang cũng là một ý kiến tốt đó các bạn ơi. Đây cầu thang cầu thang phải up xuống chứ. Đây và ở bên đây đó, cũng khá là ổn rồi. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đặt những cái sỏi này, mình thấy sỏi cũng khá là thích hợp đó các bạn ơi. Đây ui đào một cái ra cục cục đá lửa luôn chứ. Rồi giờ mình sẽ thay mấy cái này bằng cục đất nha, để cho nước nó đừng có chảy nữa các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ đặt sỏi vào thôi. Mình sẽ dọn ở đây một xíu nữa. Quay trời cũng gần tối rồi kìa, chắc mình sẽ tranh thủ rồi vào ngủ nữa các bạn, không thôi zombie nó spawn thì hơi phiền nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ đặt ở đây, đây đây và một ít cục đá nhẵn ở bên đây. Đó, nhìn con đường cũng ok hơn đó các bạn ơi. Ngoài ra đây mình cần đặt thêm ít mấy cục đá này. Đấy, cũng như là sỏi rồi đá cuội nữa. Búp. Và tiếp theo là cái đường ray mà ở đây mình sẽ thắp đuốc lên trước cái đã, để có gì ban đêm thì quái nó cũng đỡ spawn hơn các bạn ơi. Ở đây, ở bên đây. Đó. Ở đây cũng khá là tối này, mình có thể chế tạo một ít cái đèn lồng đi để chúng ta có thể trang trí thêm luôn đó các bạn. Mình sẽ ráp một cái bàn chế tạo đặt ở đây luôn. Đó, vừa trang trí cũng như là sử dụng luôn đó các bạn. Và mình sẽ ráp ở cái đèn lồng nha. Đây đèn lồng đây mình được 3 cái, mình sẽ đặt ở giữa cái khu đào mai. Một cái ở dưới cái cây này. Cái đèn lồng không đặt được trên lá các bạn ơi. Vậy là mình sẽ như làm một cái tường ở đây đi rồi đặt cái đèn lồng xuống. Đó, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và ở đây thì mình sẽ đặt một ít cái đường ray để dẫn cái xe mỏ đi ra ngoài đó các bạn. Mình sẽ làm cho nó ngoằn ngoèo một xíu nha. Đấy, cho nó ngoằn ngoèo càng tốt các bạn ơi. Ở đây mình sẽ đặt một cục cục đất đi. Cục đá cuội cũng được. Đó, rồi dẫn nó ra tới bên đây luôn. Tới đây. Đấy, mình sẽ muốn nó ở đây nè các bạn. Và ở đây mình có thể đặt một cái nút để khi mà chúng ta ấn nút đó các bạn thì xe nó sẽ tự đi nha. Nhưng mà để cho xe đi thì mình cần một cái đường ray tăng tốc các bạn ơi. Mình sẽ đặt cái đường ray tăng tốc ở đây sao cũng được. Và ở đây mình sẽ chế tạo một cái bảng đi. Một cái bảng. Vậy là mình cần gỗ này. Đó, và mình sẽ chế tạo một cái bảng bằng gỗ văn sam luôn nha. Ui. Nghe tiếng zombie. Ui, zombie quá trời luôn các bạn ơi. Thôi kệ nó đi, giờ mình sẽ làm một cái bảng đây rồi mình sẽ kiểu như là đặt ở đây thôi nha bạn. Sau này mình sẽ ghi chữ sao cũng được. Đó, tạm thời ghi về đi. Và mình có thể đặt thêm ít mấy cái ui sao bọn này hổ báo thế. Dám lại đây kiếm chuyện hả? Lại đây kiếm chuyện hả? Rồi. Ra mình cũng có thể đặt thêm những cái block ở khoáng sản đây nè các bạn để cho nó đẹp hơn ngay. Khoáng sản như mình dùng mình nấu hết trơn rồi. Ok chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà để tìm lại coi còn cái ít sắt hay là vàng chưa nấu không để mình đặt xuống luôn các bạn ơi. Ở đây có anh dân làng nè. Anh dân làng này dân làng gì nghề gì ta? Hình như là thủ thư hay sao ta? Ok được giờ mình đang có một cái thẻ tên ở nhà các bạn ơi, chắc bây giờ mình sẽ chữa bệnh cho ảnh luôn đi. Rất là tiện luôn này. Rồi giờ mình sẽ dụ anh lại đây nha. Tạm thời mình sẽ nhốt anh lại một chỗ trước cái đã. Đấy, để cho anh đừng di chuyển nữa các bạn ơi. Lại đây đó. Rồi giờ sẽ nhử anh dân làng lại đây nha. Đấy. Rồi chặn lại gì là ổn đó các bạn ơi. Sau đó mình sẽ đi vào trong rồi kiếm một cái thẻ tên để đặt tên cho ảnh đây thì ảnh sẽ không có despawn vào ban ngày nữa các bạn ơi. Nếu không thì mình cứu không kịp vào ban ngày thì ảnh sẽ tự biến mất đấy.
Dùm sẽ lấy cái thẻ tên ở đây. Đây, và một ít sắt để mình có thể làm một cái đe đã. Giờ mình vẫn chưa có cái đe nữa các bạn ơi. Giờ ba cục sắt đúng không? Như vậy. Búp, mình đã có một cái đe rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đặt cái đe xuống. Đặt xuống đâu ta? Đặt xuống đây đi. Rồi, mình sẽ đặt tên cho cái thẻ tên nha. Đặt tên là Villager đi. Villager. Đó, chúng ta đã có một cái thẻ tên rồi. Ra ngoài chúng ta đặt tên cho ảnh đây. Và mình sẽ ngủ luôn thì mình sẽ không sợ ảnh bị despawn đó các bạn. Đó, đem một cách để giữ những con mob kiểu như mob ác ấy, như là zombie này, không bị despawn vào ban ngày đó các bạn. Đó, giờ mình đã có tên cho ảnh rồi. Tiếp theo mình sẽ ui quên nữa, các bạn phải chặn ở phía trên nha. Tại vì ban ngày các bạn, ánh sáng sẽ làm ảnh bị cháy nha. Phải cẩn thận điều đó, nếu không thì ảnh sẽ bị đốt cháy đó các bạn ơi. Rồi, như vậy thì ảnh đã an toàn rồi. Giờ mình sẽ mở một ô đây để mình có thể nhìn thấy ảnh này. Ảnh ở đó rồi. Ở đây có ánh sáng không ta? Ở đây à, mình chặn ở trên rồi. Giờ mình sẽ vào trong ngủ. Rồi mình sẽ chế tạo một cái vàng pha thuốc. Đấy, mình sẽ chế tạo một lọ thuốc yếu đuối và một trái táo vàng để chữa bệnh cho ảnh nha. Rồi, giờ mình sẽ ngủ cái đi. Hồi sáng thức dậy chúng ta cùng nhau chế tạo. Xong, giờ mình sẽ chế tạo một cái vàng pha thuốc trước. Ở đây mình có hơi nhiều đồ một xíu, chắc mình sẽ cắt bớt đi. Đấy, cắt bớt mấy cái giấy này vào trong, như là mấy cái hạt sắt này. Đó, và mình sẽ lấy một ít đá. Đá thì mình có sẵn rồi. Giờ mình sẽ chế tạo một cái vàng pha thuốc luôn nha. Đây, vàng pha thuốc mình sẽ đặt đặt ở đâu ta? Ok, đặt trên cái lọ nung luôn đi các bạn ơi. Và mình sẽ cần chuẩn bị một xô nước để bên trong có gì mình cần chế thuốc ấy mình dùng luôn đó các bạn ơi. Mình sẽ đảo ở dưới luôn đi để cho nó đừng có cục đất, nhìn nó hơi kỳ đó các bạn ơi. Đây, mình sẽ đổ nước vào và chế tạo một ít cái lọ. Kính thì mình có rất là nhiều ở bên kia luôn các bạn. Giờ mình sẽ qua một bển để lấy ba cái lắp kính đi để chúng ta có thể chế tạo được ba cái lọ luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta cùng nhau chế thuốc nha. Thuốc yếu đuối thì cần mắt nhện lên men nữa các bạn. Mắt nhện lên men thì mình có, hình như mắt nhện trong kho mình cũng có hay sao ấy. Yeah, vậy là gần đủ rồi. Ngoài ra hình như mắt nhện lên men cần đường nữa hay sao ấy. Giờ mình sẽ lấy một cục đường luôn nha. Đây, một cục đường mình sẽ đổi ra đường này. Và coi công thức mắt nhện lên men coi. Công thức mắt nhện lên men đâu ta? Đây, mắt nhện được lên men. Vậy là cần một cái nấm với lại nấm nâu mới được các bạn ơi. Không biết trong nhà mình còn nấm nâu không nữa. Ok, giờ chúng ta cùng nhau vào trong kiểm tra nha. Mình còn lúc này. Vậy là chúng ta có thể chế tạo được mắt nhện lên men rồi các bạn ơi. Các cục redstone vào luôn. Rồi, mắt nhện lên men. Giờ mình sẽ cho vào đây luôn nha. Cho cái này vào và lấy nước. Mình sẽ chế tạo cái lọ cái đã. Nãy giờ quên chế tạo lọ nữa. Rồi, 1, 2, 3. Sau đó sẽ cho hết vào đây nha. Rồi. Ủa sao nó chưa nấu ta? Mình còn thiếu chất đốt các bạn ơi. Quên nữa. Cái này cần phải có cái bột quy lửa ấy để chúng ta làm chất đốt. Đây, mình sẽ cho vào đây. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta cần một cái thuốc súng nha, để chúng ta tạo thành thuốc ném đó các bạn ơi. Thuốc uống thì ảnh không tự uống được đâu, mình phải tự ném ấy. Rồi, tiếp theo là một trái táo vàng. Táo vàng thì mình có rồi, mình không sợ thiếu đâu. Mình sẽ cắt mấy cái đá lửa vào trong trước và lấy một trái táo vàng nha. Đây, một trái táo vàng. Vậy là xong rồi. Cần phải cho thành thuốc ném nha. Đây, giờ mình sẽ đợi nó thành thuốc ném rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài chữa bệnh cho ảnh thôi. Không biết anh dân làng đó là nghề gì nữa các bạn ơi. Mình hy vọng anh dân làng đó sẽ làm anh dân làng thủ thư đi. Tại vì mình thấy ảnh có mặc áo trắng đó các bạn. Thường thường mấy anh dân làng áo trắng là anh dân làng thủ thư ấy. Đó, giờ mình sẽ đợi cho nó thành thuốc ném. Búp. Đó, thuốc ném được rồi này. Rồi, giờ mình được thành tựu rồi kìa. Pha chế thuốc tại nhà luôn. Yeah, vừa chữa bệnh được cho ảnh, vừa được cái thành tựu luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ bức thuốc cho người ảnh. Đó, mặc dù mình cũng bị nhưng mà không sao đâu các bạn ơi. Có năng táo vàng. Đấy, ảnh đang gung gung kìa các bạn. Đó, đợi khi nào ảnh hết hiệu ứng bên ngoài thì ảnh sẽ tự biến thành anh dân làng bình thường thôi. Đấy, hy vọng ảnh sẽ sớm biến thành anh dân làng bình thường nha. Không biết ảnh có phải dân làng thủ thư không nữa. Nhưng mà để mình coi anh này đỡ chưa. Ui, ảnh vẫn giận mình hay sao này. Anh đổi mắt quá à, 50 mấy quyển sách luôn. Làm sao mình có thể chế tạo nổi. Ui, anh bán mắt quá à. Chắc mình trả anh về làng đi các bạn ơi. Anh giận mình rồi. Thôi, giờ tạm thời mình sẽ qua đây và tiếp tục trang trí thêm cái khu mỏ của chúng ta nha. Tạm thời nhìn thấy nó còn hơi đơn sơ các bạn ơi. Mình có thể chế tạo mấy cái nốt nhạc nhờ. Mình sẽ đặt ở bên ngoài đó các bạn. Để trang trí thêm thôi. Nốt nhạc thì chúng ta cần redstone đây. Redstone chắc mình cũng có ấy. Tại nãy mình vừa vứt vô cái rương quá trời luôn kìa. Rồi, để coi ảnh hết bệnh chưa. Anh chưa hết bệnh nữa các bạn ơi.
Ồ, nhưng mà anh này nhìn kỹ thì anh lại giống anh Nhân Làng giết mổ hơn các bạn ơi. Ồ, đừng thành anh Nhân Làng đó nha, tại vì mình ít có nuôi heo lắm các bạn ơi. Giờ mình chưa có nuôi bé heo nào luôn ấy, làm sao có mà trao đổi với anh được. Ồ, giờ mình sẽ lấy redstone đây nha. Rồi, qua bệnh rồi chúng ta cùng nhau trang trí tiếp thôi. Đấy, coi coi anh hết bệnh chưa. Ồ, có vẻ thời gian để anh hết bệnh hơi lâu đó các bạn ơi. Tại vì anh Nhân Làng này bị biến thành zombie ấy. Đó, cho thành ra bệnh khá là nặng, biến thành người bình thường thì hơi lâu ấy. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục trang trí thôi. Nhìn cũng ổn ổn rồi đấy. Ngoài ra sắp tới thì mình sẽ trang trí ở bên trong sau nha. Thời gian trang trí thì sẽ một buổi khác nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ grab thành mấy cái này đi. Và chế tạo mấy cái nốt nhạc. Nốt nhạc thì cần gỗ thêm đúng không? Giờ mình sẽ đổi ra một cái ván gỗ nha. Rồi, giờ mình sẽ chế tạo cái nốt nhạc. Đó, được ba cái khối nhạc luôn. Rồi, ba khối nhạc mình sẽ đặt ở trong góc đi. Búp búp. Ồ, gì không ổn nhờ. Hay là mình làm thêm hai khối nữa ta. Ok, chắc làm thêm hai khối nữa đi các bạn ơi. Đổi thêm một ít gỗ nữa và grab thêm hai khối. Đó, được hai khối. Ui. À, mình full slot rồi. Đây mình sẽ vứt cái mầm cây ra và đặt xuống đây. Đấy, nhìn nó sẽ ok hơn. Búp và búp. Đó. Phía trên này mình có thể đặt mấy cái slab các bạn ơi. Đây mình sẽ đặt slab này vào. Đó. Đây mình sẽ làm cái tấm áp lực đi. Tấm áp lực đặt ở đây và ở bên đây. Đấy. Trên này. Mình đứng lên nó ra nốt nhạc nè các bạn. À, hay ta. Hay này. Sắp tới mình sẽ tìm hiểu thêm về mấy cái khối nhạc ấy rồi mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Mình thấy nó cũng khá là hay đó các bạn. Mình trước khi đào mỏ mình cũng có thể là đây để chơi này. Nhưng mà cái nốt này thì không thể sử dụng được tại vì hình như chặn block ở trên hay sao các bạn ơi. À, được đấy. Đặt cái này xuống luôn. Được rồi này. Đó. Ok rồi, bên đây chắc mình sẽ đặt một ít cái sắt nha. Nãy giờ mình nói đi lấy sắt mà cũng quên đó các bạn ơi, tại nãy mới gặp anh Nhân Làng ấy, lo chữa bệnh cho ảnh táo tác thành ra quên lấy mấy cái lốc khoáng sản luôn. Rồi, giờ mình sẽ vào trong để cắt đồ rồi chúng ta cùng nhau lấy mấy block khoáng sản nha. Nãy giờ chờ đợi mà ảnh vẫn chưa hết bệnh nữa này. Tính ra bệnh ảnh hơi bị nặng luôn đó các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ qua cái nấu đồ của mình, chắc nó nấu hết xong hết luôn rồi đó các bạn ơi. Ở đây cũng hết luôn rồi này. Căn này không biết trong kho của mình còn không nữa, hy vọng là còn nha. Tại vì mình muốn trang trí thêm bằng mấy cái khoáng sản đó các bạn. Đây còn này. May quá. Giờ mình sẽ nhét một cục đá vào và lấy sắt vàng quăng bển nha. Hiện tại thì mình chưa có lấy mấy cái quặng than được các bạn ơi. Tại vì mình chưa có cái cúp mềm mại ấy. Sắp tới mình sẽ cố gắng enchant rồi lấy cái dầm mềm mại. Anh hấp bển nữa kìa. Anh này là anh Nhân Làng gì đây? Nghiệp dư. Anh này là hình như là anh thợ mỏ sao các bạn ơi, anh đổ than này. Được. Lỗi ngọc lục bảo, đổi cá tuyết sống thành cá tuyết chín á. Vậy là anh này là anh câu cá à. Đúng ta. Đúng rồi các bạn ơi, đây nè, anh có con cá nè. Vậy là anh Nhân Làng nè, anh Nhân Làng câu cá rồi. Hôm bữa mình cũng có hai anh Nhân Làng như vậy nữa các bạn ơi, nhưng mà anh bị mấy tên cướp Nhân Làng đánh chết queo rồi. Giờ lại có thêm một anh nữa, nhưng mà không sao đâu, có gì để anh sống chung với mình cũng vui mà. Rồi giờ mình sẽ đập một ít cái khoáng sản đây nha. Nhìn cũng tạm ổn rồi. Rồi trong việc trang trí chắc đến đây thôi các bạn ơi, sắp tới mình có thêm mấy cái vật liệu ấy thì mình sẽ trang trí lại sau nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một cái chỗ pha mía bên kia chữa bệnh cho anh Nhân Làng, cũng như là trang trí cái khu mỏ ấy các bạn. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chà tạo những công thức gì mới ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.